Tết này con có về được không? Chắc có lẽ là câu hỏi được nhận nhiều nhất trước khi Tết về, đúng không? Vừa vừa đến nhà thì mình đã cảm nhận được mùi bánh thuẫn bay thoang thoảng trong không khí rồi. Thơm lắm, thơm một cách kỳ lạ. Má mình siêng lắm, món gì ngày Tết cũng tự tay làm hết á. Nhiều gạch rửa bớt ra có những cái mại ở dưới một tay. Cảm giác vừa vừa đến nhà có bánh thuẫn ăn liền, Ở đủ đầy cho bánh giống nào như một cái đặc mình ân mà ông trời ban cho mình vậy. Vệ sinh mẹ phí tiền đá banh đi, cậu cho cậu chẳng thấy mua đôi giày vậy? Để nào? 150.000 một tháng. Cảm giác mọi người ngồi bên nhau bên bếp lửa hồng khiến cho cái Tết này càng trở nên ý nghĩa hơn, và mình cũng cảm thấy mình yêu cuộc sống này hơn rất là nhiều. Quê mình vẫn còn nghèo và đơn sơ lắm, nhưng mình lại thích cái cảm giác này hơn, thích cái mùi vị này hơn, thích cái không khí này hơn so với thành phố. Cháu mình ở thành phố về á, và nhà mình luôn để cho em nó khám phá một thế giới riêng của nó, không ngăn cản chỉ là bảo vệ nó khỏi những nguy hiểm đơn sơ, để mà em nó có thể thỏa sức và tìm hiểu thế giới của nó. Về nhà thời gian sẽ chậm lại gấp đôi vậy, và mình mong rằng các bạn sẽ có thời gian hạnh phúc bên gia đình của mình. Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ bên gia đình của mình.